Em 10 phải bọc 10 đi. Bà ai chở bà không? Cái bạn này ở Bình Dương chở bà đi coi đất. Chở bà đi đâu? Chị coi đất mà tôi không biết đất gì. Đất gì sao tao thấy? Đúng rồi, dám quay qua chứ. Tôi lại bà luôn. Thôi. Nó chửi chết luôn. Ủa sao tự nhiên bỏ tao với mày đi đâu vậy? Ủa cái tật bả là biết rồi. Nè, rết rết rum quýnh quá rồi tao mới dội vàng mà đi thì như vậy đó. Đó em không dám nói. Ờ. Đó. Ngồi trên xe là nó quýnh quán rồi. Dội vàng. Mấy cái mời quay qua mời nói đi mời. Chú Vũ Khánh. Chào tất cả khán giả của nhóm U Long Du Ký cũng như là khán giả gần xa, là hôm nay nhóm U Long Du Ký đi thăm làm tiếp tục chương trình Thương Đà Gạo Chợ Nước Sông. Hôm nay đến nhà chú Vũ Khánh ở Bình Dương Lái Thiêu. Chú Vũ Khánh là chú em Vũ ruột. Khánh là em ruột của chú Vũ Truyện. À, chú ở trên đây thì nhà nhóm sẽ tới thăm chú như thế nào thì mọi người cùng theo dõi nha, Vũ Long Du Ký nha. Đi ba bà mà hai bà đi bộ, một bà đi xe Honda. Bà đi cổ đất. Dạ. Dạ. Ờ, nhà trọ vậy, dạ. Nhà này là cô chú ở là một tháng là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Là con chú làm cái gì? Nó ca sĩ. Ca sĩ hả? Dạ, cái ca sĩ mà nó mua nhà âm thanh nó cho đi thuê luôn. À, kiếm tiền. Xưa chú hát ở đoàn nào? Dạ. Hồi xưa mà đẻ ra tôi á, tôi ở đất Cầu Muối á, là nó gần với cái đoàn Quỳnh Long, cái còn Bạch Mai á. Rồi tôi hát cho đoàn Quỳnh Long lớn lên á, là tôi mới lên trên Cầu Quan, tức là chỗ Khánh Hồng, anh Truyện đưa lên trển. Là bây giờ tôi là cái đoàn là đoàn Khánh Hồng Minh Tơ đó, ở trên Cầu Quan. Thì bây giờ chỉ có hai cái đoàn đó, là hai cái đoàn là sân khấu của tôi thôi. Cái tay này bị đau đây phải không? Dạ. Nó gãi rồi, nó bị người ta bác sĩ người ta mới treo à. Treo à, cái này hai vợ chồng cùng té hết không, đợt trước á, đợt trước thì tôi với bà đi về là dấp cục đá té hai vợ chồng hết bể cái cù chọn á, là cái đó là hồi rồi bây giờ sau này á rồi tôi dừng cái xe vừa lên đến lề cái nó ngã nó đè nó gãi cái xương vai nè. Bác sĩ người ta mới treo cái bác sĩ cái leo thôi chứ không mổ. Có mổ. Thì bây giờ nó đã liền rồi. Nhưng mà đừng làm động thôi, động là nó gãi. Không dám động. Không dám động, bây giờ chỉ cứ vậy đi. Đừng có động vậy, từ từ. Cứ treo vậy hoài luôn. Dạ. Treo khi nào mà nó liền thôi. Cứng mà. Còn cái này là hãy động nó gồng cái là hai cái dây nó gồng lên nhất. Ủa mà bây giờ là vợ chồng chú là mình đâu có làm gì đâu phải không? Dạ không, không có làm gì đâu. Lâu bây giờ còn đi hát tại mình nhớ nghề mình nó cái nghiệp mà. Người ta mời đi là mình đi. Chú là anh của chị Mỹ Lợi. Anh Mỹ Lợi. Chị Mỹ Lợi. Anh Mỹ Lợi là vợ của anh đó. Ủa vậy à? Rồi anh luôn cả Mỹ Phụng nữa. Mỹ Phụng là thứ sáu, tôi thứ năm. Mà sao chị Mỹ Lợi cũng khổ mà chú cũng khổ vậy ta? Thôi, nói chung ra là nghệ sĩ mà cha mẹ đâu có đất đai gì đâu. Có đất đai là ở dưới quê á. Rồi mà mình sanh ra là mình theo đoàn hát vậy đó. Đẹp trai rồi. Con trai đó. Nhờ mình nó đó. Cho hai ông bà luôn. Mà hai ông bà có mình một mình người này? Một mình đó thôi. Đó. Có vợ con gì không? Dạ, có vợ một đứa con lớn. Ừ, vợ con làm gì? Vợ làm gì? Con học lớp 2 rồi. Bé tạo tầng đó. Năm đi thi đại học. Em con nói chung là kinh tế của mình nó cũng vừa đẩy thôi, nó cũng hơi chật vật. Nó lo gì đó, nó có hiểu đó. Tại vì mỗi tháng là phải làm ba triệu tiền nhà. Tiền nhà đó, tiền nhà không, nó chưa kể ăn uống. Tiền nhà tôi là 3,5 triệu. Đó. Mà được cái nhà này là sướng đó. Mà cô nào cô thương nó có cho ở đó, dạ, sạch sẽ lắm. Thoải mái, sạch sẽ cái khu này, ở nhà trọ nhà đó. Ở nhà trọ nhìn thoáng, dạ, thoải mái. Sạch sẽ. Ủa mấy này là đồ âm thanh hay gì? Dạ, cô cũng còn mướn đó. Cho mướn hả? Dạ. À. Thì cô cũng làm xôi, đất mai đi hát tiệc đó. Bắt con đi con làm MC luôn. Cưới, à, tự hát, tự... À, tự làm. Có nghĩa là con ca cổ, ca nhạc thì con làm sáng hết. Con tên gì? Con tên Phi Hưng. Phi Hưng hả? Nó tên là Võ Vũ Khánh Hưng, còn tôi là Võ Vũ Khánh. À. Tên thật với cây xanh là Võ Vũ Khánh, xanh nó đa là lót cái chữ Hưng.
hồi gió xưa, buộc hồi xưa là chú hát kép gì? Dạ thì cái thời mà mình còn trẻ đó thì mình cũng hát kép chánh. À, dạ, chánh hả? Rồi cũng hát kép chánh, hát kép chánh, kép ca, kép võ là hai hai đoàn Quỳnh Long với Minh Tơ. Đó, rồi cái giờ mình không có đi hai đoàn nữa thì mình đi mấy cái đoàn tỉnh cũng vậy, lúc còn trẻ mà chị Mười. Tại vì thật sự mà nói là nếu mà nói chú Vũ Khánh đó thì có những người hồi xưa người ta cũng nhớ. Yeah. Chứ còn bây giờ thì không nhớ, thật sự tụi con cũng biết chú Vũ Khánh hay là cô Mỹ Lợi cũng biết nữa, nhưng mà chú Vũ Triện thì lại biết. Yeah. Thành ra cái clip của tụi con á thì tụi con là thật sự là muốn cho khán giả gần xa họ biết tới để thấy hoàn cảnh của gia đình mình, rồi để người ta giúp đỡ cô chú. Thành ra tụi con sẽ ghi cái tựa đề là nghệ sĩ Vũ Khánh em ruột Vũ Triện. Yeah. Và khi người ta thấy cái em ruột Vũ Triện người ta sẽ coi chú. Thì tụi con muốn là khán giả coi được nhớ đến chú thì sẽ giúp đỡ chú. Chứ thật sự ra tụi con tới đây á là ngoài cái tấm lòng mà tụi con đi tìm những cô chú khổ, cái hoàn cảnh khó khăn để mà đưa lên cho khán giả biết, chứ tụi con cũng không có cái kinh phí nhiều. Tụi con lấy từ cái tiền YouTube mà tụi con làm ra để gửi cho cô chú và một số bạn đồng hành để mà đi theo cái chương trình này. Mà chương trình này khán giả người ta thích lắm. Dạ. À, ở bên cái lương Hồ Quảng á thì ca bài theo Hồ Quảng. Yeah. Còn tôi đi ở bên cải lương không á thì nó sẽ có cái bài của cải lương. Yeah. Yeah. Nhưng mà cái bài của cải lương á thì tôi đi nhiều hơn, tức là tôi đi Bông Hồng Vàng, tôi đi Duyên An, Vũ Linh Tâm này kia đó, thì có những cái vở tuồng mà tôi ưa thích nhất á. Yeah. Là trong cái vở tuồng là Ta Là Vua, tức là Trần Giả Cảm Giang á. Yeah, Trần Giả. Tôi làm ông vua. Yeah. Ông vua độc ác, ông vua độc mùi đó. Thì, dạ thì nó giờ chót nó thấy hai đứa Trần Cẩm Giang với Trần Giả nó yêu quá rồi ông vua, hết hết có cách để mà chia cách rồi, thì ông vua ổng sẽ đứng ông than một mình thôi. Yeah. Thì ổng sẽ nói lên như thế này nè: yêu đi chúng bây hãy yêu nhau đi, rồi cười cợt bên nhau, tay nắm lấy bàn tay dìu nhau vào lối mong. Ta đứng nơi đây ta là ai mà cô đơn sầu giá lạnh, ôi một vị vua đang thất trần tái tê lòng. Ta xin đổi tất cả hoàng cung để được yêu đó hoa hồng. Yêu nhau đi, chúng bay yêu nhau đi, rồi cười ngáo nghệ, dìu nhau đi, rồi trong tiếng hát ngọt ngào ấm áp nào hơn. Thất bại rồi, ta đã chu cay, ta đã dùng đủ trăm mưu ngàn cách để chia cách tình của Cẩm Giang Trần Gia. Dần trăng đêm nay có ai về nơi bên cũ, có một vị vua đang nhục nhã quay đầu. Rồi. Chú hiện nay là chú bệnh gì? Bây giờ là coi như là khám hết trơn hết rồi, là không có bệnh gì hết trơn á. Tiểu mà tiểu đường không có, bệnh tim bệnh gì không có, nhưng mà chỉ có thiếu máu não thôi. Nó thiếu máu não lên là say sẩm hoài. Rồi bây giờ đụng tới cái vụ cái này nữa thì thôi ngồi chỗ khổ lắm. Chứ còn cái sức khỏe thì vẫn còn đầy đủ. Dạ. Có nhiều bà kia bầu đó, không biết Vũ Khánh còn hát được không ta? Alo, anh Khánh hát được không? Được. Không hát nặng được, hát nhẹ. Miễn cho tôi hát thôi. Dạ. Cái nghề của tôi, cái nghiệp của tôi sao tôi bỏ được. Dạ. Thì mới đi xuống dưới Bạc Liêu đây, thì ông thầy đó là ông bó hai ngày tháng mới hát thêm một lần. Khi mà cô điện tôi là tôi ở dưới Bạc Liêu á. Dạ. Là đường bó đó, thì bây giờ mở này ra. Bỏ thuốc. Bỏ thuốc vô. Bỏ cách cái gì ra, không biết. Cách ngày bỏ một lần. Hai ngày. Thì ở dưới đó thì coi như là cũng bà con người ta lo hết. Bà thiện, con lo. Ta làm từ thiện hay sao? Dạ. Ta làm từ thiện hay sao? Không có từ thiện. Cái này là... Bà con. Nói thôi anh về đây tôi lo cho lo. Là. Rồi mà nó khỏe. Nó rất khỏe rồi. Nhưng mà bây giờ không có được. Sách khoảng một ký không được. Được chứ không phải không được, nhưng mà nó mà bước ra cái là khổ à. Thôi mình biết vậy mình nó đường hàng vô vậy dính rồi nè. Dạ. Đó. Nó kế cái xương dai, cái xương não ở trong không biết nữa. Bây giờ mình ngã ngang chứ đâu có phải là mình chạy té xe đâu. Dạ. Mình dựng rồi nó ngã, nó đập cái này xuống dưới đó rồi. Nhức quá đi thì chừng đi chụp hình. Có cái phim hai phim là chụp phim trước bác sĩ nói là gãy đó. Dạ. Chụp phim sau nó liền rồi chú ơi.
chú Thắng cố gắng đừng có làm đồ nặng nha. Bây giờ tôi xách ký không dám. Thôi, vậy đừng xách gì hết. Sợ nó bức, nó như mối hàng mà. Mà bây giờ là một tay người con trai của chú là lo về cái kinh tế gia đình này. Bây giờ đi hát, con tên gì hát lấy tên gì? Phi Hương. Phi Hương. Cô hiểu là. Bây giờ mấy ông bầu xô ơi, mấy bầu xô nào á mà biết gia đình của chú. Rồi. Biết cái chú Bủ Khánh á thì hôm nay là Phi Hưng đi hát để mà kiếm thêm lo cho gia đình. Một mình một mình em á nặng gánh lắm. Mà kim luôn âm thanh, MC, thầu luôn tất cả các loại đám. Làm gì làm có tiền là làm. Bây giờ con ca một câu cho cái khán giả biết cái giọng của con một câu giống như con mấy bữa nay là con bị ho. Dạ em ca ơi, ca bít không chờ ha. Cái gì vậy? Tôi về đây thăm lại người yêu cũ, dòng sông xưa sao vắng lặng chuyện đò đưa. Em đâu rồi cổ lái đò xin thăm, lòng bâng khuâng thương nhớ chuyện ngày xưa. Tôi trở về thăm em, sáu tháng năm miệt mài nơi xứ xa. Dòng sông nước xanh năm nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiên. Lời hẹn thề ước trao, dấu xa xăm xin đừng phụ nhau. Trăng còn sáng soi dòng sông, em giữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôi. Dạ con xin hết con. Trời ơi, tại vì con tại con đang bị ho nè, nói nó bị khan tiếng. Đây là cái tấm lòng của nhóm cũng ít lòng nhiều. Bây giờ mong như gửi cái tiền uống cà phê gì đi. Dạ dạ. Dạ rồi biết đâu sau này khi mà cái clip mình lên mọi người biết, mọi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Tại vì trong nhóm của họ có huy động nhiều. Và cái này cũng cảm ơn là bác sĩ Huy chăm sóc da nha, và vợ chồng tôi Đăng Tiến Luật nha, đã cũng tài trợ cho chương trình này với nhóm nha, đồng hành với nhóm. Với lại bác sĩ Hưng ở Vanity đó. Thì cứ mỗi lần đi là cái kia mấy người đó phụ chung với mình đó. Với lại dạ con nói cho cô chú với lại khán giả sẵn biết á là nhiều tại khi đó, dạ nhiều khi khán giả hỏi là tại sao á mình không công khai tiền hoặc là mình không đưa tiền ra trước mặt mà phải bỏ vô bao thơ. Thì hôm nay sẵn cái cô chú đây con muốn nói là tiền của nhóm bỏ ra và tiền của mọi người, mấy người bạn đồng hành như chị cũng kể họ không có đưa nhiều, tại vì trường kỳ mà trường kỳ lần 500 triệu là nhiêu đó. Rồi là tụi con đã công khai với những người bạn đồng hành đó rồi, thành ra tụi con cũng không phải là sao kê là công khai với lại mọi người. Và tụi con trân trọng trân quý cô chú, khi mà gửi tiền tụi con không có đưa thẳng tiền như vậy, nó rất là mất lịch sự. Tụi con gửi bao thơ để tỏ lòng kính trọng, chứ không phải là nếu là phải đưa công khai số tiền là nhiêu. Tại sao không đưa tiền mặt? Tại bởi vì giếm tiền không? Tiền của tụi con đưa là không bao nhiêu hết, nhưng mà tụi con trân quý tấm lòng. Mà tụi con cũng mong là khi mà tụi con đến đây làm cái clip lên là khán giả họ coi, họ thấy hoàn cảnh của gia đình mình, họ sẽ trực tiếp họ giúp đỡ mình, cái đó là cái chủ yếu. Và dạ, với lại sẵn con cho cái số điện thoại đi để khán giả nhiều người ta muốn giúp thì gọi vì, trực tiếp cho tôi luôn. Tại vì cô tụi chị là cái kỷ nhiệm vụ vậy thôi, còn trực tiếp giúp là người ta sẽ trực tiếp giúp là đọc số điện thoại để trực tiếp giúp chứ không có qua tay cho cô. 0966 884 684. Tại vì Dung sẽ ghi lên clip nữa thầy đó. Không luôn của con số đó luôn. Dạ rồi. Rồi cũng hy vọng là khán giả nhớ đến chú Bủ Khánh, em ruột của chú Bủ Triện. Đó, cô phải với lại Phi Hưng là bây giờ là đi làm ca hát để mà nuôi gia đình. Thì bầu xô cũng nhớ mà gọi xô giùm cho em nó giúp đỡ. Có thuê âm thanh nữa, ai thuê âm thanh hát karaoke. Cái này là mình chỉ đủ sống thôi con ha, cũng chật vật lắm ha. Mà mùa mưa là chắc ế lắm em con. Mùa mưa là chịu. Cái nghề mình phải chịu thôi. Rồi mùa mưa là không đủ tiền chi trả thì sao? Thí dụ là cũng phải cố gắng để mà xây xó mượn nợ không chứ còn đâu có được, có mượn nợ không? Dạ không, con nghèo chứ không có mượn nợ. Trời tôi vậy là nhờ thì lo. Rồi thí dụ như ba má mà bệnh mình sao? Thì con có bảo hiểm không? Dạ con không em không có bảo hiểm. Bởi vì á nó thật chứ cô biết á là tôi sinh đẻ cái đất Cầu Muối ở cái chợ Đoàn Quỳnh Long, sinh đẻ tại đó.
bây giờ đi đoàn Quỳnh Long, bây giờ là đã đi tất cả các nơi rồi. Thì bây giờ người ta gọi tới mình đặng về làm cái chứng minh gì đó, mình không có giấy tờ, không có giấy tờ. Mà bây giờ ở đó đó là cái chỗ cái gốc gác của mình á, tôi xuống dưới quận luôn lục á, thì cái chỗ lưu trữ người ta nó không có, mà sanh lẻ ở đó mà không có sao được. Cho nên bây giờ tôi nghĩ là bây giờ 70 tuổi rồi, bây giờ có thì mình nhờ bản thân mình, không có thì mình chịu thôi sao nhờ. Đúng rồi, nó khổ lắm. Rồi cho nên là cái bảo hiểm đâu có làm được đâu. Coi như là giờ chú cũng không có căn cứ công dân. Không có cái gì hết trơn á. Lại một trường hợp cô Mỹ Lợi cũng vậy. Dạ. Thì đó Mỹ Lợi cũng vậy đó. Rất mong là có sự giúp đỡ này là của bên chính quyền địa phương, công an, xem lại coi những anh nghệ sĩ, chú nghệ sĩ đó quá khổ quá nghèo để giúp đỡ người ta. Thằng này là vì nhờ hồi xưa tôi về quê tôi, anh mới làm vậy cho nó được. Quê ở Huế. Huế mộng, Huế mơ. Cô khỏe không? Cô có bệnh hoạn gì không? Bệnh chưa? Bệnh nhiều lắm à. Bệnh hả? Huyết áp cao nè. Huyết áp cao. Rồi khớp nè. Khớp. Rồi tim mạch nè. Trời ơi. Thiếu đường. Xin giới thiệu với cô Dung. Bà xã tôi đây á, lớn hơn tôi. Bà 82, tôi 70. Wow. Đây đây nè. Đừng, mấy cái này, đang 82 tuổi. Đây, 82 tuổi nè. Trời ơi, ngon lành vậy. 70 nè. Trời ơi, ngon lành không? Mặc dù bệnh nhiều. Con này là bốn mấy đó. Vậy là lái máy bay hả? gặp bả hồi nhỏ. Lái máy bay. Trời ơi, từ lái máy bay, bây giờ lái máy bay. Trời ơi, bả 80, bả ngon lành nữa. 82 rồi. 82. Năm nay tầm 3. Tầm 3 này. Trời ơi, ngon lành vậy. Nhưng mà hồi nào giờ một vợ một chồng? Một vợ một chồng. Không, hồi trước còn đời trước rồi. Dạ. Nhưng mà tôi lâu rồi. Chưa có giải phóng á, tôi nói cho con nghe vậy nè. Tôi là ba vợ, ba đứa con. Một vợ đầu tiên á là có cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ là ở bên quận 4 á. Rồi tôi với bà chia tay nhau á là có một đứa con lớn, con gái. Rồi chia tay nhau mới gặp một bà thứ hai nữa đó. Bà đó tôi nhớ hoài, tên là Nguyễn Ngọc Phượng, sinh ngày 12 tháng 12, con của ông Trần Văn Mao, là hai người Việt. Cô đó đó, nhớ luôn ngày sinh. Cô đó đó có một đứa con với tôi là tuổi Dần, nó tên là Võ Bửu Long. Nó ở bên Mỹ á. Mất liên lạc luôn. Đi ngày 24 tây tháng 4, cho tới bây giờ là không có gặp gỡ. Cô ta tên là Nguyễn Ngọc Phượng. Hiện tại là con chú đang sống bên là chị của thằng Xẹt Thành đó. Thằng Xẹt Thành chạy già đó. Không biết đó, ở bên quận 4 á. Cho tới bây giờ là không liên lạc. Mà cái cô đó đó là bà tụ tí, bà cũng lớn tuổi hơn tôi nữa. Mà xưa có đẹp trai không? Không biết có đẹp trai không? Sao mấy em mê chứ vậy? Nhưng mà được con cái là... Nhưng mà được con cái là một vợ một chồng. Có nghĩa là là khi mà chú chia tay cái người đó hẳn rồi thì chú mới tiến tới đó vậy chứ thôi. Không có lăng nhăng coi như là ba vợ ba đứa con. Dạ. Con này là cô thứ tư. Thứ tư đó. Mà mỗi người có một đứa con vậy. Dạ, đứa con à. Bây giờ ba người kia là không biết không? Không hai người kia thì không biết, còn một người thì biết, một người thì đi Mỹ biết. Dạ. Với lại bà này là biết thôi, còn một bà nữa thì ở bên quận 4 cũng biết nhưng mà không có hở gì nào. Có con lớn. Dạ. Cô là có đi hát gì hả cô nha? Không. Hồi xưa tôi đỡ đẻ. Bà là bà sơ farm. Bà là bác sĩ đỡ đẻ đó. Đúng rồi. Xưa gọi là bụ giường. Bụ giường á. Sơ farm. Sơ farm. Tiếng Pháp luôn rồi. Tiếng Pháp luôn rồi. Sơ farm rồi, dữ dội luôn. 82 tuổi rồi, quá trẻ nghe. 82 tuổi vậy là cô cứng, cô khỏe. Là cô bị mấy cái bệnh đó là phải, là lớn tuổi. Nhiều thuốc lắm. Nãy giờ bà. Bà không dòm qua bên đây cho tao thấy cái mặt. Hai vợ chồng thuộc không? Bà dòm mặt qua đây cho tao thấy đó. Nè, xin lỗi trẻ hơn chú nha. 83 tuổi đó. Xin lỗi trẻ hơn chú chứ không giỡn đâu nha. Đếm nếp nhăn đi chú nhiều hơn đó. Xin lỗi là nếu mà chú với cô muốn thì con cũng sẽ giữ cái đoạn văn mà cô chú nói về cô Phượng như vậy để mà có thể thí dụ có thể là
con chú coi được thì sẽ liên lạc với chú thì đỡ biết mấy. Dạ, bên Mỹ mà. Dạ, tại vì cái chương trình của tụi con nhiều lắm. Dạ. Dạ, rồi con cũng xin chúc cô chú là khỏe mạnh, hay là chú giữ cái sức khỏe được ở kéo nặng, đang bị nặng. Rồi tụi con mà có ai mà cần cái số điện thoại cô chú thì cũng sẽ được đọc cái số của cô nhớ nha. Nguyễn Ngọc Phượng, vợ thứ hai đó. Con tên là Võ Bủ Long, ở Mỹ rồi, mất tích, mất liên lạc rồi. Trai, trai, tôi dần. Nó tự dần. Nhớ ha. Dạ. Bây giờ trước giờ chia tay á, cho tôi xin phép tôi nói câu sau cùng này. Dạ. Là trước nhất á là xin cảm ơn ban tổ chức và các nhóm đã nhiệt tình đến đây để giúp đỡ cho gia đình của Bủ Khánh. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và bây giờ đã biết rồi, thì mong muốn làm sao là cho cái nhóm Ngũ Long này do cô Phi Phụng và Thị Mười với Phương Dung sẽ tiếp tục đồng hành về vấn đề này để mà giúp đỡ cho nghệ sĩ nghèo. Xin cảm ơn mấy cô. Xin cảm ơn.